Hello, xin chào các bạn. Đây các bạn ơi, bữa nay thì hai mẹ con sẽ ăn cơm các bạn nhé. Hai đồ đũa ở đây thì có mì xào nè, rồi có thịt nè, thịt xá xíu nè, canh khổ qua của anh Xanh với lại chị Phương đưa cho Mary. Đây thì có dưa leo nè, nước chấm thì nước mắm của Tammy, nước mắm của Mary. Bây giờ thì nó ăn cơm. Ăn cơm trước. Nóng nè. This one. Nó cũng được, but I don't think you like the soup. Is it better? Ai đâu? Bạn biết sao không? Càng già càng mê đắng các bạn. Mê rất là mê đắng bây giờ. Cái gì múc cái gì bên này nè. Có ăn cay đâu? Yeah. Xả xíu. Nay mới mua mà mới không có cho họ cắt, mình để nguyên miếng luôn. Yay. Mời cả nhà. Mời cô chứ. I already started. Nè, ăn mì không? Tôi sẽ để mì ở bên này đi. So good. So good. Mời các bạn à. Mời cô chứ. Sẽ ăn bằng tay luôn. Sao chứ rất phù hợp. Dưa leo. Sức ngon quá anh chị ơi, cảm ơn anh chị nhiều nha. This is my favorite. Nâng trúng cái lưỡi. Ngon lắm. Bây giờ giống như là từ lúc mới sanh xong á, cái món khổ qua là cái món mà Mary rất là thích luôn các bạn, rất là mê luôn. Did you buy MSG? You buy MSG? Which one? Nó đòi cắn mọi người.
When you bite it, it's better. You get more taste. Là cắt muối miếng ngon không? We switched. I was eating with spoon. We're gonna be going to the race with all the schools. Quay thêm một cơm. Cái áo xuống. Mình phải cắt lại là một nửa luôn. Giờ lại cắt. Giờ lại lớp rồi. Cái này là tôm không á. Ăn rất là ngọt tôm. Hồi nhỏ, khổ qua là cái món mà người ghét nhất trong đời luôn. Maybe I'll be like you then. I hate it and then I like it. Là ghét nhất luôn các bạn ơi. Nhà bác cũng nhiều lắm. Tại nhà bác nhiều con lắm. Lúc nào cũng ăn khổ qua. Lát khổ qua, trái khổ qua, nấu canh rồi nướng rồi tùm lum hết không. Trong cơn đầu có ở trong giường có gì là ăn đó. I put thumbs up so much. Mà mình thấy giống như là nhà bác ăn nhiều tự nhiên cái mình giống như là bị không thích luôn á, nó vô duyên vậy đó. Tự nhiên mình bị ám ảnh luôn giống kiểu gì mặc dù mình không ăn. Như lại á khi mà mình qua nhà bác á là mình không có ăn được cái mà không ăn được cơm, tại vì đồ ăn của họ kiểu như là toàn là từ rau này kia thôi à, nên là mình không ăn được. Ba của mình chơi cái canh này nè. Là canh Mary luôn các bạn. Nhớ là canh tên Mary luôn. Tại mình qua bên Mỹ mình hay nấu cái canh này. Hôm nay cơm thích ở bên ngoài còn không?
các bạn. Có một câu á mà Mười nghe là giống như là có nhiều người mà họ thiếu thốn tình cảm của một người ba á, họ hay có xu hướng là họ thích những người mà lớn tuổi hơn khi mà họ lập gia đình hoặc là khi mà họ muốn kết hôn hoặc là hẹn hò. Mình không biết cái đó đúng không các bạn, nhưng mà thật sự bản thân của Mì á là Mì rất là thích những người mà lớn hơn Mì nhiều. Chứ mày hỏi qua rồi vậy? Chứ mày hỏi cho các bạn rồi. Từ nhỏ luôn các bạn. Ý là từ lúc mà My mới lớn luôn. Nhờ. Nhưng mà My nghĩ tới chuyện là sẽ quen ai hoặc là gặp ai là My lúc nào cũng nghĩ tới những người mà họ lớn hơn My rất là nhiều, chứ không phải là bằng tuổi hoặc là nhỏ hơn tuổi, không các bạn ơi. Mày kêu có bao giờ biết hoặc là suy nghĩ tới cái chuyện đó, nhưng mà tại mày nghe được cái câu nói đó mà mày không biết nó đúng không. Tính ra thì mày có thể nói là mày thiếu thốn tình cảm của ba, thì tại vì ba của mày đi lúc mà mày còn nhỏ, thèm lắm mà, thèm thấy người ta có ba rất là thèm luôn. Với lại á, như là rất an toàn. Nó cảm giác giống như là khi mà mình lấy chồng bằng tuổi hoặc là lớn hơn mình 1-2 tuổi á, là mình sẽ già hơn họ và xấu hơn họ. Đó có thể nói là tại mê mất tự tin của bạn không? Để nói là như vậy. Và Mươi cảm giác như vậy thì sẽ không có an toàn. Mươi cảm giác như vậy đó. Nên thân ra Mươi sẽ thích kiểu như là họ lớn hơn chút xíu, xong rồi khi mà mình già đi, lớn đi á, thì nghĩa là khi mà nhìn vô á, tại người phụ nữ nhìn rất là mau già các bạn ơi. Người đàn ông thì đỡ. Nên hả, Mươi lúc mà đi về Việt Nam vừa rồi á, Mình cũng nói với mấy người bên Việt Nam đó, là người bên Việt Nam ai cũng có chồng đẹp hết, người vợ xấu quá. Là biết sao không? Bên Việt Nam á, là chỗ Mary nghe mình không nói chỗ các bạn, họ mà lấy chồng xong rồi á là họ bỏ luôn á, y là bỏ luôn, không có làm đẹp, không sửa soạn, không son môi, không dưỡng, không chống nắng, không chải tóc thì có đó. Nên thành ra giống như gần như là tự nhiên đang là con gái mưng mởn vậy đó, đẹp gái vậy đó, có chồng cái là bỏ hết luôn, giống như là bị bên Mary là giống như là người ta nói là câu cá đó. Bình thường là người ta nói là đàn ông hay câu cá. Nhưng mà bên Mary cảm giác là vậy, tại vì lúc mà đang mới vừa lớn thì ai cũng đẹp, ai cũng xinh hết các bạn ơi. Nhưng bắt đầu có chồng cái là bỏ luôn á, là tự nhiên cái là có chồng rồi là cá cắn câu rồi á, là xong luôn. Nên thành ra Mary cũng nói là mấy người bên Việt Nam chỗ Mary á là ai cũng có chồng đẹp, đàn ông ai cũng có vợ xấu hết. Tại vì thực sự vợ nhìn rất là già các bạn ơi, mặc dù là có nhiều người họ lấy chồng cũng ý là lớn hơn 2-3 tuổi hoặc là 1-2 tuổi, hoặc là với lại chỗ của Mary là đa số là sẽ lấy chồng bằng tuổi nhiều hơn, bằng cỡ ý là bằng lứa tuổi, nghĩa là có thể là bằng tuổi hoặc là hơn 1-2 tuổi hoặc là có thể là lên xuống 1-2 tuổi vậy đó, cỡ gì theo lứa tuổi các bạn. Là đã nhìn họ rất là đấy. Nhưng mà riêng bản thân của Mary thì từ đó giờ luôn các bạn ơi, Mary lại rất là thích những người mà họ lớn. Mary cảm giác là mình an toàn á các bạn, được bảo vệ, cảm giác như vậy. Nên thành ra các bạn biết là đó, cái gu của Mary lạ lắm. Ba mẹ của Mary cũng nói mà
đây cũng nói là tại sao Mary không có kiếm người nào mà kiểu như là cỡ cỡ tuổi hoặc là lớn hơn 2-3 tuổi gì đó thôi, giống kiểu vậy đó. Tại ông xã của Mary hồi trước á là ba của hai đứa là lớn hơn Mary 11 tuổi các bạn ha. Tại vì Mary còn nói thiệt các bạn là cũng có nhiều người, thậm chí là nhiều người họ nhỏ tuổi hơn mà chưa cũng thích Mary chứ không phải không các bạn ha. Nhưng mà thật sự là Mary cảm giác không có an toàn các bạn ơi, cảm giác vậy đó. Mary thích có một cuộc sống an toàn hơn. Với lại nhất là những người mà họ đã kiểu như là lớn hơn chút xíu hoặc họ đã có con rồi, họ sẽ hiểu được cái cảm giác của người có con hoặc là cảm giác được thương con đó. Nên thành ra mình tin là nếu mà họ hiểu được mấy cái đó thì họ sẽ dễ thương mình hoặc là thương con mình hơn. Mày dữ nè. Ăn thử mì không? I will eat thank you. I come back. What you eat? I say that again. You eat like hamster. Wow, đã các bạn ơi. Rất là ngon luôn. Trời ơi. Bữa giờ mì á, cá kho với lại canh này là canh tất trong tất cả các loại canh á thì mì mê nhất là canh này sau khi xanh các bạn nha, nó ngọt vậy đó. Còn đồ kho thì Mary rất là mê cá kho các bạn. Nhưng mà các bạn ơi, bữa nay Mary sẽ nói chuyện tới đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye.